Hello, xin chào anh em. Đây là con Pixel 8 và tình trạng màn hình nó chảy bể mực rất nhiều anh em. Pixel 8 gọn gàng trong bàn tay, màn hình OLED dẻo. Chi phí thay màn OLED thì đâu bao giờ có chuyện mà rẻ rẻ bèo mấy trăm ngàn như màn LCD được anh em. Tuy nhiên, khi mà hình thay thì mình luôn cố gắng để cho anh em một cái mức giá sát nhất có thể. Dựa trên những yếu tố gì? Dựa trên những yếu tố là mình cố gắng tìm kiếm một cái nguồn hàng có mức giá hợp lý, đó, không quá cao. Và thứ hai đó là bên mình sẽ co kéo để cái tiền công lắp ráp nó ở mức gọi là tối thiểu. Đó, từ đó tổng hợp lại thì anh em sẽ có được một cái mức giá thay màn nó hợp lý, nó dễ chịu. Để như bạn này ở xa đã chấp nhận gửi đến để mình thay màn hình Google Pixel 8 ha. Rồi ở đây mình nhận thay là mình sử dụng màn zin anh em. Đó, màn zin. Những con Pixel này nếu mà anh em đã từng sửa chữa bên Thịnh, em sẽ biết bên mình có những cái chia sẻ kinh nghiệm rất là thực tiễn về cái việc thay màn hình của Pixel. Cụ thể trên dòng Pixel 6 và 6 Pro mình đã từng dặn anh em rằng đừng bao giờ thay màn linh kiện. Mặc dù màn linh kiện bán tràn lan khắp thị trường, ai cũng nói xài được, xài ok, giá rẻ, nhưng mà tới lúc anh em thay về rồi anh em mới nếm trái đắng. Mình đã cảnh báo từ trước rồi, nên là những anh em nào có duyên coi được cái clip thì anh em không thay thì anh em không có mất tiền. Còn có những anh em đi mua những cái máy đã bị thay màn linh kiện, những anh em cầm máy đi thay màn linh kiện rồi về xài không được, đem ra họ không cho đổi trả, không bảo hành vân vân, thì lúc đó anh em là người tiền mất tật mang. Những cái gì mình có kinh nghiệm mình đều cố gắng truyền tải nhanh nhất lên không gian channel của mình. Đó, anh em lưu ý ha. Rồi Pixel 8 mình sẽ tiến hành thay màn hình. Sau khi thay xong có thời gian mình quay clip cho anh em xem với chất lượng màn hình và chất lượng lắp ráp nha. Rồi bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em video clip.